Mời quý vị theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 19 ngày 20 tháng 5 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ở khu vực này có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho tới 33 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực vùng núi thấp, ở khu vực này có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho tới 35 độ, độ ẩm trung bình 83%.